Chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ. Cựu huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam Edson Tavares, bóng đá Việt Nam còn lâu mới bắt kịp Hàn Quốc, Nhật Bản. Trong cuộc phỏng vấn độc quyền của Sao Ta, cựu huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam Edson Tavares cho rằng bóng đá Việt Nam phát triển tốt nhưng rất khó bắt kịp Nhật Bản và Hàn Quốc. Cựu huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam Edson Tavares đang dẫn dắt câu lạc bộ Yokohama ở Nhật Bản. Hồi tháng 1 năm nay, huấn luyện viên người Brazil dẫn dắt Yokohama thi đấu giao hữu với câu lạc bộ Đà Nẵng. Đây cũng là lần hiếm hoi ông Tavares ở lại Việt Nam. Huấn luyện viên Tavares là thầy ngoại đầu tiên của bóng đá Việt Nam vào năm 1995. Ông thầy người Brazil từng tái ghim với bóng đá Việt Nam hồi năm 2004. Thế nhưng, đội tuyển Việt Nam thất bại 0-3 trước Indonesia ở sân Mỹ Đình và ông Tavares lần thứ hai chia tay với đội tuyển Việt Nam. Năm 2009, huấn luyện viên Tavares từng ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với câu lạc bộ Ninh Bình nhưng sau đó chia tay vào năm 2010. Đây cũng là lần cuối cùng ông Tavares cầm quân ở Việt Nam. Trả lời Sao Ta về cuộc trở lại Việt Nam, ông Tavares nói: "Tôi thật sự rất vui khi trở lại Việt Nam trong tư thế một huấn luyện viên câu lạc bộ Nhật Bản để thi đấu với một đội bóng của Việt Nam, câu lạc bộ Đà Nẵng. Tôi cảm nhận bóng đá Việt Nam đang phát triển so với ngày trước." Trước sự thành công của U23 Việt Nam nói riêng cũng như bóng đá trẻ Việt Nam nói chung, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam nhận định bóng đá trẻ Việt Nam thực sự có tiềm năng và chúng ta cần phải đặt niềm tin lớn vào các cầu thủ. Tôi cho rằng bóng đá luôn có sự may mắn song hành, nhưng thực sự bóng đá Việt Nam đang có những cầu thủ rất tốt. Điều này góp phần tạo thành công cho bóng đá Việt Nam. Trả lời câu hỏi liệu có ngạc nhiên trước sự phát triển của bóng đá Việt Nam ở công tác đào tạo trẻ, ông Tavares khẳng định: "Tôi không hề ngạc nhiên. Lẽ ra các bạn phải phát triển sớm hơn và mạnh hơn vì Việt Nam có tiềm năng thật sự. Các bạn phải tạo điều kiện để phát triển bóng đá trẻ. Tôi nghĩ sau một thời gian dài thì bóng đá Việt Nam phát triển, nhưng rõ ràng vẫn chưa xứng đáng với sự kỳ vọng. Một số ý kiến cho rằng bóng đá trẻ Việt Nam bây giờ đã vươn ra châu lục, nhất là U23 Việt Nam giành Á quân U23 châu Á 2018. Thế nhưng ông thầy người Brazil nhận xét bóng đá Việt Nam còn rất lâu để đuổi kịp những nền bóng đá phát triển hàng đầu như Nhật Bản, Hàn Quốc. Đúng hơn, khoảng cách vẫn còn rất lớn. Tôi cho rằng rất khó để Việt Nam có thể kịp Hàn Quốc, Nhật Bản. Muốn làm được điều này thì đòi hỏi các bạn phải hành động. Đó là cả hệ thống của một nền bóng đá phải cùng nhau phát triển, chứ không phải một hai câu lạc bộ tự làm. Ngoài ra, cơ sở hạ tầng cần phát triển, thay đổi tư duy chơi bóng cũng như ý thức của các cầu thủ. Sự đãi ngộ cho các cầu thủ cũng cần cao hơn, huấn luyện viên Tavares nói. Ngoài ra, huấn luyện viên Tavares nhận định bóng đá muốn phát triển thì cần phải có khán giả. Vì vậy, bóng đá Việt Nam phải tìm cách kéo khán giả đến sân. Tự chung, huấn luyện viên Tavares bày tỏ niềm vui trước sự phát triển của bóng đá Việt Nam, nhưng mọi thứ vẫn cần phải cải thiện rất lớn nếu muốn thực sự hóa khát vọng bay cao và xa hơn trong tương lai. Ở đó, mấu chốt là cần phát triển bóng đá trẻ thật tốt. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy nhớ like, chia sẻ hoặc đăng ký kênh để có những thông tin mới nhất.